Bạn nha, để mình quay cho các bạn xem anh thợ ảnh giục dây qua bên cái cây bên kia đặng để ảnh hạ cái cây mình đã chạm vàng bên kia các bạn. Rồi lò kèo kẻ đó các bạn ơi, ngồi ở trên đó cái tư thế nó khất khất là khó giục nha các bạn. Rồi anh chuyền qua mấy anh kia luôn các bạn ơi. Ôi hơi gắt thiệt các bạn ơi, không có lên nóc nhà luôn. Đó, còn ấy cái đài này đó, anh bấm này đó cái này đó. Đó anh ngồi chầm bẹp chứ đó, anh cắt ngang cho đó nha. Quá tuyệt các bạn ơi, không có trúng vô đâu hết trơn. Giờ anh tuột xuống các bạn. Tuột xuống chắc ảnh có thể anh qua cây nhỏ bên kia nữa các bạn. Giờ anh thợ dưới sàn lên hạ cây nhỏ nữa đó các bạn. Nát hết sức. Má nữa thì ông cầm sao có gì đâu mà. Đi qua đông rồi. Đông, tiếp cái cộng cái gì? Ờ. Đông rồi, đốn rồi. Đốn hả gì á? Nó nói cưa cây cộng gì đó mà chắc đốn rồi. Cho nó qua đi, cho nó qua đi. Qua đi. Qua
này chị mất điện rồi. Qua quên lại gì làm cây lại nữa, qua quên lại đi làm cây nữa làm hoài tại chết. Ngày riêng nó thì phải chịu thôi, chứ em vốn là chứ em mà sao em cho kè ra kịp. Mướn nhà cái hai đằng xe đi nha con. Đầy sát với mấy đường luôn nha các bạn. Đây. Coi cái nó giặt kìa các bạn. Mua tóc mượn, mua tóc rối, mua điện thoại hư, mua đĩa cũ, mua lót tóc hư, mua tóc mượn. Đám rồi đâu nữa giờ.